Rồi giao lưu với mọi người một cái cây mai trực quyền. Cái này hiện tại thì nó có chiều cao là 55. Còn tán huyền của nó từ trên đỉnh ngọn rơi xuống là 80. Rơi xuống là 80. Cây đã quấn dây quấn cốt đó rồi cho mọi người tham khảo nó rõ ra. Hình thân của nó là 20. Hình thân đo dưới này là 20 nha mọi người. Cái này được ghép cúc rồi. Đó, ghép cúc rồi này, bất ghép nó liên lạc rồi này. Đó, cần quyền của nó này. Đây là cái ngọn, dựng ngọn. Còn tán ở đây này, nó rộng ra là tầm 40 nữa. Tính ra thì cái này nó đã lâu năm rồi nha mọi người. Ghép lâu năm rồi, thành phẩm rồi. Đó, bất ghép nó liền ha. Liền thân liền cốt nè ha. Đó. Ghép nó liền lại rồi. Dần chân đỡ rỡ nó để chân nôm đỡ nôm cao. Cái cực kỳ già ha. Đó. Cái đoạn cua sánh của nó này cũng đuôi sánh thân này, thân nó sánh lên các tay cành là ra đúng điểm dương của nó. Đó. Cái cành huyền nó ra đúng điểm dương cho nó đối xứng lại cái dáng thoát thân của nó này. Đó. Đoạn thoát thân nó ra là cho cành huyền ra liền ngay lập tức. Dựng cái ngọn phần trên này nhanh trực thì tán rộng của nó thì từ bên này qua bên này là 60 nha mọi người. Cây nó thành phẩm rồi. Đó. Có những cái tay tán quấn dây lâu á là nó có vết lanh này mọi người không tháo ra rồi, nó không có dính bọc nữa. Cái tay cành đẹp. Đó, để mình quay lên cao cho mọi người xem ha. Rồi mọi người có nhu cầu giao lưu cây ghép cúc này thì alo Trịnh ha, qua số điện thoại 0849 02 0790. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha. Cái này một người bơ nha mọi người, cái chậu này một người bơ, chậu cổ này không rung rêu cổ lão ha, sáng thân rất là đẹp, rung rêu.